Chào các bạn ơi, cho cô 1, cô Nhi nè, các bạn để ở nhà có vui không? Hôm nay cô Nhi sẽ hướng dẫn cho mình một hoạt động, đó là hoạt động in màu trên giấy. Các bạn có thể nhờ ba mẹ của mình chuẩn bị để mình làm hoạt động này ở nhà nhé. Thì để thực hiện được hoạt động này, mình cần chuẩn bị nút áo. Thì ở đây cô Nhi sử dụng loại nút lớn để khi mà in trên giấy thì nó sẽ ra được cái nút to rất là đẹp. Ở đây cô Nhi có gắn ống hút vào để mình cầm dễ và mình in cho nó dễ. Cà rốt thì cà rốt cô Nhi đã tỉa thành hình bông hoa sẵn. Và cải ngọt thì cái này cô Nhi mua rau cải về và cô Nhi cắt và cô Nhi lấy cái phần đuôi để in cái bông hoa rất là đẹp. Và khi mà mình in thì mình sử dụng màu nước. Các bạn có thể chọn màu tùy thích theo ý thích của mình. Và mình cần chuẩn bị một tờ giấy. Thì giấy các bạn có thể sử dụng giấy nào cũng được. Và nếu mà là giấy trắng thì càng tốt. Hoạt động này rất là đơn giản, cho nên mình có thể thực hiện từ 3 đến 5 phút là mình có thể hoàn thành xong sản phẩm của mình. Bây giờ các bạn cùng với cô Nhi thực hiện hoạt động in màu nhé. Ở đây cô Nhi sử dụng bông cải để cô Nhi in màu. Một tay mình giữ giấy và một tay mình chấm màu nè. Các bạn ơi, khi mà mình chấm màu thì mình chấm vừa đủ. Mình không lấy nhiều quá mà cũng không lấy ít quá. Vì nếu như mà nhiều quá thì nó sẽ bị lem và nó không đẹp. Ít quá thì mình không có, nó không có ra được hình cái bông. Mình lấy vừa đủ nha các bạn. Mình chấm màu một lần và mình có thể in được nhiều lần nè. Mình không cần phải chấm nhiều lần, không cần phải chấm màu nhiều lần. Và nhớ là khi mà mình đã chấm màu nào thì mình chỉ sử dụng màu đó thôi và mình không chấm qua những màu khác. Không, vì khi mà chấm vào những màu khác thì nó sẽ bị trộn lẫn với nhau và nó không có đẹp, bức tranh của mình nó không có đẹp. Cô Nhi in màu khác thì cô Nhi lấy cái khác. Cô Nhi in màu nâu nè. Mình chấm một lần nhưng mà mình có thể in được nhiều lần nè. Và nhớ là mình chỉ lấy vừa đủ thôi nha các bạn. Mình không có lấy màu nhiều quá mà cũng không lấy ít quá. Và khi làm thì mình cẩn thận, không thôi là màu nó sẽ bị lem. Mình muốn lấy màu khác, màu xanh đi. Mình in hết một tờ giấy này luôn, in hết các mặt, in đầy cái tờ giấy này. Rồi, ở đây cô Nhi đã in, các bạn thấy có đẹp không? Khi mà mình hoàn thành xong sản phẩm của mình thì mình đem đi phơi. Và nhớ là mình không có đụng tay vào những cái chỗ in này vì màu nó sẽ bị lem. Ở đây là mình còn một mặt đằng sau nữa, thì các bạn có thể in kính hết mặt đằng sau luôn, nhưng mà nhớ là nếu như mà mình in hai mặt thì mình phải đợi cho cái mặt này, mình phải đợi cho mặt này nó khô thì mình mới in được mặt đằng sau. Vì nếu như mà nó chưa có khô thì khi các bạn ướp xuống như vậy thì màu nó sẽ bị dính ra bàn và nó làm lên bức tranh của mình không có được đẹp. Cô Nhi nhờ cô Hà phơi giúp cô Nhi bức tranh này. Chào các bạn, cô Hà nè, cô Hà đang giúp cô Nhi phơi bức tranh này nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn nha. Ở đây là cô Nhi có chuẩn bị cà rốt nè, với lại nút. Thì nếu như mà các bạn thích
tùy ý thích của mình có thể in cà nốt thành hình bông hoa hoặc là nút áo thành hình tròn rất là đẹp. Và mình sẽ lấy một cái giấy tờ giấy khác để mình in nha các bạn. Và nhớ là khi hoàn thành xong mình đem đi phơi và mình giữ lại sản phẩm của mình, để lần sau cô Nhi sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái nón bằng những cái sản phẩm giấy mà mình in vừa rồi rất là đẹp. Cô Nhi chào các bạn và hẹn gặp lại.